Bộ làm gì vậy? Bộ xúc mấy con thú vô nghe các bạn. À, bộ chơi cát á hả? Bộ chơi cát. Cho mẹ chơi với nha. Dạ được. À, đây là bộ đồ chơi xúc cát của cái bé Muội đây nè các bạn. Ôi, bà giải. Muốn mua về nghe các bạn. Ai mua? Ông mua. Ai mua? Bà ngoại mua. Ai mua? Bà ngoại mua mà. À, bà ngoại mua đó. Ủa, hả? Có câu hỏi bóng bóng nha các bạn. À, đồ hỏi bóng bóng. Ủa Muội, bà ngoại mua cho con chơi rồi con có thương bà ngoại không? Dạ thương. Thương nhiều không? Thương nhiều. Rồi cho bà ngoại về nhà con không? Dạ cho. À, giỏi quá, dạ cho. Các bạn ơi, đây bộ sờ sờ chơi xúc cát đây nè, có con cá nè, rồi con gì nữa đây nè Muội, muộn không? À, con cua. Con cá, con cua, rồi con cá màu cam nữa nè. Rồi cái không này phải là con mực cũng màu cam mà. À, con mực cũng màu cam đây. Em nói con bạch tuộc màu cam đây nè. Còn đây là cái chiếc xe nữa nè. Rồi giờ mình lấy cát mình bỏ vô đây, mình làm mình làm chiếc xe bằng cát nha các làm bạn. Làm con cua nha các bạn. À, còn Muội thì bé Muội thì làm con cua bằng cát. Bé Muội làm con cua bằng cát, còn mẹ làm cái xe bằng cát nha. Rồi xe đây. Tăng mà. À, xe tăng có cái súng nữa ha. Đây. Rồi bắt đầu mẹ để xuống nè. Đó, úp nó lại. Úp nè, úp lại dở lên nè. Wow, chiếc xe. Rồi đưa mẹ mượn con cua. Mẹ úp lại cho con. Ủa, cua cát đâu? Mẹ xúc cát vô đây rồi đâu rồi? Rồi, xúc lại, mẹ xúc lại. Mẹ làm con cua lại nha. Rồi, cát đầy rồi nè. Xin lỗi mẹ nha. Làm sao xin lỗi mẹ vậy? Rồi đổ cát ra hết rồi hả? Rồi đây nè. Rồi đây chuẩn bị làm con cua nè Muội ơi. Nhìn nè. 1 2 3. Rồi. Con cua nha. 1 2 3. Đó, con cua. Rồi Muội làm con gì vậy? Con cá heo. Rồi đưa đây mẹ ụp cho. À, Muội tự ụp luôn. Ủa sao ôi, nó không xuống vậy? À, nó không xuống vậy. Con phải làm mạnh thử coi nè các bạn. Làm kìa. Con cá. Ủa sao cứng quá vậy? Không xuống. Muội làm hay quá à. Muội làm cát vô mà nó không xuống luôn. Để mẹ làm lại cho. Mẹ làm thử. Con làm con này đi. Con mực hả? Rồi. Mẹ làm con cá màu vàng nha. Rồi 1 2 3. Xuống không? Cái ngôi sao đó là cái gì vậy con? Xúc tay bằng tóc nha các bạn. À, xúc tay. Rồi, mình làm con cua nha. Bây giờ mình làm con cua nha Muội nha. Đây, mẹ xúc cát, mẹ bỏ vô con cua rồi nè Muội. Muội xúc đi. Xúc phụ mẹ, đúng rồi. Rồi nè, rồi mình đổ con cua ra nè, mình sẽ làm một con cua nữa nha. 1 2 3. Rồi. Đó, con cua này bị nát bét. Cua lúc nãy làm đẹp hơn nè ha Muội. Chiếc xe đâu? Con xúc cá vô chiếc xe đi. Chiếc xe tăng nha các bạn. À, chiếc xe tăng nha các bạn. Rồi đưa đây mày đổ xuống cho. Ồ ồ ồ. Đây. 1, Muội nhìn nè. 1 2 3. Rồi ra cái xe không? Rồi, thành cái xe rồi. Đây, được một chiếc xe nữa rồi nè Muội. Đẹp không? Chiếc xe thật là nhiều luôn. À, 2 cái chiếc xe, 2 con cua. Rồi bạn Muội làm tiếp. Muội làm cái gì đó? Hình bộ hỏi bóng bóng. Bộ hỏi bóng bóng hả? Con gì? Con kiến phải không? Phải con kiến không hả con gì? Mẹ có thấy gì đâu. Con kiến á, coi chừng kiến cắn. Cát nè, hay có kiến không nha? Hay có kiến mà. Cái gì cái ấm đó hay không mà. Đừng cái sốt dơ mà.
ấm của hai hồ hả? Con làm gì đó? Con làm chỗ thổi bóng bóng. À, con làm chỗ thổi bóng bóng hả? Rồi, mũi qua mũi đi, mũi lấy cát vô cái kẹo mút khổng lồ đi. Đó, cái kẹo mút khổng lồ kìa. Con lấy ừ, lấy xúc cát vô cái kẹo mút khổng lồ luôn. Không vô luôn hả? Ừ. Con có thích chơi xúc cát không? Thích. Rồi con cắm cái kẹo vô xô nè, rồi con lấy hai tay con xúc luôn. Đó. Đó. Xúc vô. Ôi, con còn kiếm nữa. Ở coi đất chừng này cho con kiến nha. Ờ, con coi chừng con kiến nó cắn đó. Ở đất này có con kiến á. Rồi, xúc đầy cái kẹo cho mẹ. Cái này cái gì vậy mùi? Cái này đâu phải đồ thổi bóng bóng, cái này cái giống như cái rổ. Cái này để sàn cát hay sao nè? Sàn cát. Cái này nữa nè. Đẩy lên. Rồi một lớp rồi xúc lên lớp nữa đi. Xúc thêm lớp nữa làm kẹo. Làm kẹo cát. Rồi làm kẹo cát nha. Làm kẹo cát nha. Đó. Nó không xuống nữa. Rồi để nắp lại, con để nắp lại đi, nó không xuống thôi, con để nắp lại đi. Đây là thành một cái kẹo cho ai ăn? Cho mũi ăn. Mũi ăn gì cho hai hô ăn cái kẹo cát mà. Cái kẹo cát hả? Ừ. Ui, nó lớp luôn rồi. Lớp luôn rồi. Mũi ơi, mẹ lại mẹ phá mấy cái xe với cua của con hết rồi. Để hồi con làm lại nha. Chịu không? Chịu. Ui. Dạ. Dạ chịu. Đang hết rồi kìa. Cái gì gần hết? Đổ xuống. Xúc đã giờ đổ xuống. Cát quá. Mùi thích cái này lắm nha các bạn. Mùi thích chơi trò này, chơi suốt ngày.